Đầu tiên chúng ta sẽ phải 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 kiểm tra xem nó có mọi việc có ổn không, thì chúng ta thử echo hello ở đây. Chúng ta copy cái này, địa chỉ này vào đây. Chúng ta paste vào cái thanh địa chỉ này. Và chúng ta đã nhìn thấy chữ hello ở đây phải không? Và các bạn đã nhìn thấy là một cái ứng dụng với Facebook nó đơn giản như thế nào. Và tôi thích làm cái kiểu này, tôi thích dùng cái FB Facebook mà. Đầu tiên chúng ta phải check cái xem cái biến session nó có rỗng hay không. Nếu mà nó rỗng, tức là nếu mà session mà rỗng thì chúng ta làm những, tức là nếu mà nó không rỗng thì ta làm như này. Và ta dùng cái cú pháp try and catch, cái này thì các bạn chắc đã biết rồi. Nếu mà trong trường hợp mà nó xảy ra lỗi thì chúng ta làm cái này. Nếu mà session nó không rỗng thì chúng ta sẽ chui vào đây và chúng ta sẽ gõ code ở đây. Trong trường hợp exception xảy ra thì và chúng ta tạo một cái biến UID bằng Facebook GetUser. Đây là cái method GetUser của cái object Facebook. Cái này chúng ta đã học về hướng đối tượng rồi. User thì chúng ta dùng cái này. Và chúng ta thử nhé. Tức là nó nói rằng chúng ta chưa có cái dữ liệu nào cả. Và chúng ta echo something else, tức là chúng ta thử echo hello vào đây. Và chúng ta biết rằng chúng ta không có cái lỗi nào cả, chỉ đơn giản là nó chưa có cái dữ liệu để mà in ra thôi. Và bây giờ ta thử với cái biến user. Nếu mà cái user mà empty thì ta làm gì? Tức là chưa login vào, hoặc là đúng không, thì ta sẽ ấn vào. Nếu mà có user rồi thì chúng ta sẽ say hello. Còn nếu mà chưa có user, tức là chưa login vào Facebook thì chúng ta sẽ nói là đã có lỗi xảy ra và die. Và ta chạy thôi. Và bây giờ nó vẫn in ra hello. Và chúng ta cũng không phân biệt được đây là hello ở đây hay là hello ở đây. Và bây giờ chúng ta nên xóa một cái đi nhé. Và bây giờ ta xóa một cái đi, ta xem là nó chạy vào đây hay không. Đấy, điều đó có nghĩa là gì? Cái này nó đã không chạy cái này nhé, nó đã không chạy cái này. Và bây giờ chúng ta sẽ làm, đây là để cho khi mà session empty thì chúng ta làm ở đây. Còn trong trường hợp mà
tức là session không empty, còn đây mình session mà empty thì chúng ta chui xuống đây. Trong trường hợp này là người ta đã login vào hệ thống rồi, còn đây là chúng ta sẽ, nếu mà trong trường hợp chưa login thì ta làm cái này, ta tạo, ta đưa người ta vào cái chỗ login của Facebook bằng cái cú pháp như này, cái login. Và ta đặt một cái biến URL này và chúng ta sẽ làm một cái dòng thông báo như này nhé. Trong trường hợp mà nó chưa chưa login vào cái hệ thống thì chúng ta phải làm như này. Và chúng ta chạy lại thì click here, chúng ta nhìn thấy dòng thông báo này nhưng mà chúng ta chưa có cái click, chúng ta chưa ấn được đúng không? Và bây giờ chúng ta phải đưa vào một cái đường link. Click here đó. Đấy, chúng ta lấy cái thông tin ở trong cái này và chúng ta dán lên đây. Và chúng ta thấy là nó truyền rất nhiều thông tin đúng không? Nào, click vào đây. Error. Và chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để xử lý với cái error này nhé. Ta vào developer page. Tức là tôi phải đưa vào cái địa chỉ của trang của tôi, và nhất là nhớ là phải có cái thư mục Facebook này và có cái dấu search ở đây đúng không? Nếu mà cái hostname của các bạn như thế nào các bạn đặt vào đây. Click here và bây giờ đã ổn rồi đúng không? Mà nếu mà bạn nhìn thấy thì bạn sẽ biết sửa cái lỗi đó như thế nào đúng không? Website. Đấy, nó cũng giống như cái. Và chúng ta quay lại cái index nhé. Và chúng ta ấn vào allow này. Khi ấn vào allow thì chúng ta và bây giờ chúng ta phải check xem là cái user có allow hay không đúng không, và tôi phải check cái install này, biến install này đúng rồi, đấy là để install bằng một có nghĩa là allow đấy, allow install nếu mà bằng một thì có nghĩa là cái người user đã allow. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy gì? Và chúng ta lại sửa lại nhé. Và chúng ta sử dụng những cái thông tin này này. À, chúng ta in màn hình ra.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy lại nhé. Và chúng ta sẽ thấy in ở đây là ra Hello Alex. Điều đấy có nghĩa là chúng ta biết là chúng ta đã thành công trong cái việc truy nhập vào cái thông tin của Facebook. Và tôi muốn đưa thêm cái first name và bây giờ tôi đưa thêm vào last name của tôi. Last name. Ok, và chúng ta lưu lại và chúng ta chạy lại. Và chúng ta nhìn thấy là Hello Alex Garrett. Và đây là một cái mới là cái phần mở đầu của những cái chuỗi video về 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 làm các cái ứng dụng trên Facebook nhé. So, thank you very much for watching and see you next time.